Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của BC Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về test Vega châu cầy. Và hôm nay sẽ là một trong những em Vega được bảo hành từ trong nhà gian cửa các bạn nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta các bạn. Một em 3060T được bảo hành từ trong nhà gian cửa với giá là dưới 4 củ các bạn nhé. Dưới 4 củ cho em 3060T. Và em nó là châu kiểu gì thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và xem em nó nhé. Ok các bạn nha, giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem em châu của chúng ta như nào. Con này thì mình mua thanh lý ở đây thôi, không phải mua ở trên mạng các bạn nhé. Đấy, vẫn còn hộp rất là đẹp luôn. Có cả phong bì này, xốp này, vẫn còn cả ni lông, con người khá đẹp. Và nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhé, một em MSI Ventus các bạn nhé. Đấy, quả thì có tí gai gai ở đây, không biết cái gai này có tác dụng mà làm mát gì hơn không. Đấy. Đầu tiên là các bạn có thể thấy qua là con ốc này của chúng ta nó cũng không được sáng đẹp đâu. Đấy, có tương đối bị rỉ rỉ một tí này. Đấy, con bên này cũng thấy hơi rỉ rỉ một tí thôi. Còn lại thì trông cũng vẫn là sáng các bạn nhá. Ăn một chân nguồn là 6 pin này. Tản tiết thì nhìn tương đối là sáng đấy các bạn nhá. Nhưng mà các bạn cứ để ý kỹ này. Chúng ta nhìn vào cái tản phần VRAM ấy là bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy bụi kìa. Đấy, bụi nó két bên trong rồi. Chỉ châu chạy xà xã thì thường là bụi nó mới vào ăn đấy. Chứ còn hàng game đóng trong cái tủ kính rất là đẹp. Đóng vỏ không bao giờ bị như này. Đấy. Mặt bên này các bạn có thể nhìn thấy này. Sạch chưa? Sạch bong kinh kít luôn các bạn nhé. Đấy, các cái cổng kết nối ở đây này. Chúng ta nhìn thấy nó cũng rất là bóng. Thế nhưng mà các bạn để ý kỹ là chúng ta thấy có một thứ nó không ổn lắm này. Đấy, các bạn nhìn thấy con ốc đây không? Con ốc này chính là giữa cái phần backplate này. Nó bị vênh này. Đấy. Hãng sản xuất ra không bao giờ bị vênh kiểu như này. Cái này là đã mở rồi các bạn nhé. Đấy. Mở rồi ra để làm gì? Thì mở rồi ra để vệ sinh cái phần backplate chắn này này. Đấy, sassy chắn này. Nó rỉ khá là nhiều, người ta đã đánh nó. Đánh nó bạc đi các bạn nhé. À. Nhìn kỹ thì các bạn có thấy nó vẫn còn rỉ này. Vết đâm đâm rỉ này. Đấy. Và người ta đã đánh rất kỹ là nó bay mất cái lớp phấn ở bên ngoài này. Nó mất cái phần độ bóng rồi các bạn nhé. Đấy. Nhìn đây là rõ nhất là sần xỉn này. Đấy. Ở phần dưới thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ nó rất là bẩn này. Đấy. Nó bẩn, nó két vào cái phần tản VRAM. Nó chưa bị tháo hết các bạn nhé. Nó chỉ bị tháo mất cái phần sassy chắn ở đây này. Thì cái con ốc ở đây này. Con ốc ở đây nó cũng bị kênh này. Đấy. Nhá. Bởi vì những cái ốc này là ở những cái vị trí có thể vặn được này. Con này là vặn thẳng cái là được ngay này. Đấy, con này dỉ ngoèn này các bạn nhá. Nhưng mà con này thì chọc tôi vít vặn thẳng được ngay. Nhưng con này nó hơi bị vướng một tí này. Đấy. Nên khi vặn vào nó bị lệch. Đấy. Chứ còn lại phần ống của nó thì vẫn còn khá là đẹp các bạn nhé. Ống còn khá là đẹp này. Và sau của chúng ta đây. Con này chính là con RTX 3060T Ventus X2 8GB OC các bạn nhé. LHR là cái bản V2 rồi các bạn. Nếu mà bản V1 thì còn ngon nữa. Đấy, nhưng mà đây là V2 rồi. Nhưng mà bây giờ không cày được coi thì V2 cũng V1 cũng như nhau. Đấy, ở đây vẫn còn cái tem seal rồi. Thật ra cái tem seal này ấy, nó không quá quan trọng đâu các bạn nhé. Bởi vì cái phần viền xung quanh nó vẫn còn rất là rộng. Đấy, nên cái tem seal này nhiều khi không nói nên điều gì cả. Nhưng mà nhìn thấy nó thì thấy thích hơn thôi. Đấy, tản ở đây của chúng ta chưa bị mốc gì các bạn nhé. Cũng không bị bụi nhiều đâu. Chắc là thổi cũng khá là kỹ rồi. Tem ở đây thì bay rồi. Đấy, nói chung là về phần ngoại hình nếu mà chỉ nhìn qua ở đây thì con này nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, chứ không nói chỗ này. Chỗ này mà dỉ như này thì thực sự con này cũng rất là bẩn chứ không phải không thể nào sạch đẹp như này được đâu. Hay là spa cũng kỹ rồi đấy các bạn ạ. Đấy. Và quan trọng là nó sẽ chạy như thế nào. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ lắp vào test thử nhé. Ok các bạn nhé, mình đã lắp em nó ra đây này. Trông cũng hầm hố phết ấy. Hợp tông thôi rồi các bạn ạ. Đấy, đen thì một cục thôi lùi luôn. Chúng ta sẽ bật thử xem nó chạy như nào nhá. 2 3 chạy rồi. Led sáng trưng. Lên không? Ấy, sao đèn vẫn đỏ này? Đèn báo đỏ đâu rồi? Nhảy rồi. Để sang xem Vega rồi. Lên. Ý. Đấy, đã có hình các bạn nhé. Thực ra vì con này là chế độ bảo hành trong nhà gian cửa. Nên là mình đã test nó xem nó có lên được hay không thì mình mới mua. Đấy, vì test trực tiếp ở đây chứ không phải mua online. Nên là mình đã test xem nó có lên hình hay không rồi. Bây giờ chủ yếu là nó có lỗi không và nó chạy game như thế nào thôi. Các bạn chờ lát thì mình sẽ cắm một cứng vào test thử xem hiệu năng như thế nào các bạn nhé.
Ok các bạn nhé, em đó đã lên ngon lành và chưa lóng, nó còn chưa thèm quay luôn. Đấy, những cái con cao cấp như này là phải lóng nó mới quay cơ. Chúng ta sẽ xem cấu hình mình sử dụng test là gì nhá. Mình sẽ sử dụng i7-9700F 8x8 luồng, main Z390, RAM 12GB, chạy đua trên bớt 2400 các bạn nhé. Graphics là 3060T. Ok, chúng ta sẽ đến với vài game để xem con này chạy như nào nhá. Chúng ta đang đến với GT5 các bạn nhé, trên em 3060T. Với mức setting mình để cao nhất, full tất cả các thể loại và đang ăn 190W điện. Các bạn cứ bảo là tại sao lại dùng một cái game cũ như này để test những cái gạc đời mới. Các bạn nhìn thấy mình khi mà mình để max setting, mới có màn full HD thôi nhưng nó cũng đã kéo được con Vega của chúng ta đến 97%, ăn 200W điện nhỉ. Đấy, setting đây các bạn nhé. Một con game từ rất lâu rồi nhưng mà mình thấy nó tối ưu hóa cấu hình cực tốt các bạn này. Đấy là mình chưa full. Đấy, để full screen này. Đấy, chưa để tần số cắt 120 các bạn nhé. Đấy, full hết tất cả luôn. Đấy, full setting nữa xem nó như nào. Đấy, 190W điện luôn. Úi giời, mày nói phép. Lật xe mất rồi. RAM thì ăn mất có 4GB thôi. Cái game này ăn ít RAM. Nhưng mà nhiệt độ cũng lên đến 72 độ rồi các bạn nhỉ. 96%, 97%, gần như max. Kéo đến 200W điện. Nhưng mà chưa xảy ra lỗi gì các bạn nhá. Hôm trước mình test cái con 1050 ấy, đến tầm này là nó bay rồi. Đấy, nhưng mà đây chạy giờ không lỗi lầm gì cả. Nên là có thể hy vọng rất cao là con này chạy mượt mà không sao cả. 97% ăn 200W điện các bạn. 200W và lên đến 74 độ rồi. Đấy, khá là nóng đấy các bạn ạ. Bình thường mà y thì tương đối là mát nhưng mà con này lại có vẻ hơi nóng nóng. Chúng ta sẽ sang game khác xem sao nhá. Ok các bạn nhá, chúng ta đang đến với Red Dead 2 trên em 3060T. Châu bảo hành trong nhà giang cửa. Và hiện tại mình đang để setting là cao nhất có thể. Hiện tại thì nó đã hoạt động 99%, ăn 200W điện và nhiệt độ thì loanh quanh khoảng 70. Đấy, nhưng mà FPS thì khá là khiêm tốn, loanh quanh tầm khoảng 30 thôi. Tại sao lại như vậy? Vì setting đây mình để nói chung là cao nhất có thể rồi. Đấy, các bạn nhìn này, tỷ lệ rate 120 này. Đấy, tần số quét đấy, tất cả là Ultra V2 cao nhất. Những cái gì bật được mình bật hết lên rồi. Dây sinh, chơi xiết các kiểu. Đấy, khi bật max lên như vậy thì em 3060 của chúng ta đang hoạt động với 98% công suất, ăn 200W điện. Nhưng mà nhiệt độ thì vẫn còn khá là mát mẻ các bạn ạ. Đấy, 99% mà gần 70 như kia là cũng được. Nhưng mà đây là mới game đầu tiên thôi, chúng ta cũng chưa khẳng định được gì nhiều cả. Ăn hết có 6GB RAM. Con này 8GB mà ăn hết 6GB như này thì cũng chưa full load được. Cái này chắc phải màn 2K cơ. Mình chưa có tiền mua màn 2K, chắc là phải chờ đợt tới anh ạ. Nhưng mà FPS à, khá là thấp đấy các bạn nhá, bật full nên là cũng thấp đấy. Chúng ta sẽ sang game khác lặng hơn xem sao nhá. Chúng ta đang đến với Cyberpunk 2077 các bạn nhá. Với mức setting mình đang để là Ultra Ray Tracing. Đây setting này các bạn này. Đấy, graphic này. Ultra Ray Tracing nhưng mà. Đấy. Đấy. Chúng ta có mức điện áp ăn cũng 200W và nhiệt độ thì loanh quanh vẫn là 60-70 độ các bạn nhé, vẫn chưa vượt ngưỡng 75 độ đâu. Không mở được cửa, đi nhầm này. À, đến thời điểm này thì em 3060T châu của chúng ta đang chạy khá là ổn, chưa thấy phát sinh vấn đề gì các bạn nhé. Có siêu ui, cái game này CPU hoạt động 100% công suất đấy các bạn này. Chứng tỏ con game này ăn ăn CPU cũng ghê đấy. Và GPU thì mới 90% thôi. 92W điện này thì cũng chưa ghê gớm bằng kia, bên kia toàn 200W. Hay mình setting nó sai gì nhỉ? Xem lại setting nào. Ultra Ray Tracing rồi thế. Mà xem ra thì chưa ăn thua hay là chỗ này nó ít chi tiết các bạn nhỉ? Chắc là ít chi tiết rồi. Phải sang những cái game khác xem nó nhiều và phải vào full là nó nhiều chi tiết hơn thì tôi mới biết được. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là nó đang chạy khá ok các bạn nhé, chưa phát sinh lỗi gì cả. Chúng ta lại sang game khác nha. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nhé, một con game cổ kính nhưng mà Vega nào nó cũng có thể bắt kiệt sức lực luôn. Đấy, 190W điện này.
gần 200W luôn, mà mới chỉ hoạt động có 80 mấy% thôi mà ăn gần 200W điện. Đấy, chứng tỏ cái con này nó còn vắt Vega còn kinh hơn cả mấy game kia. Đấy, ăn sang lên 96% này, chạm ngưỡng 200W điện, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn mát các bạn nhé. Tất nhiên là mình vẫn đang để ở ngoài cây thôi, chưa nắp trong vỏ nên là chúng ta cũng chưa biết là nếu mà lắp vào vỏ nó có vọt lên 75 hay 80 hay không thì không rõ, nhưng mà mình đang để ngoài cây. Nhiệt độ từ nãy giờ khá là ổn định, chưa lúc nào chạm ngưỡng 75 độ cả. Ăn 98% rồi kìa. Nói chung là đến thời điểm hiện tại, con trâu bảo hành từ trong nhà ra cửa của chúng ta đang chạy rất là ổn, chưa phát sinh lỗi lầm gì. Còn trong thời gian tới cũng lâu hơn nó lỗi rồi mình hay không thì mình không rõ, bởi vì cái này là em này là hàng hên xui, sống thì ăn mà chết thì tự chịu, bởi vì không có ai bảo hành cả. Đấy, các bạn nhá. Đấy, cái gì nó có giá của nó, nhưng mà lần này thì chạy ổn mượt mà rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.